Cuối đời ta còn gì? Kính chào quý vị khán thính giả thân thương của kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, đến cuối đời chúng ta sẽ còn lại gì? Đây là câu hỏi mà ai cũng từng tự băn khoăn trong đầu ít nhất một lần. Có những người dành cả đời để theo đuổi danh vọng, tiền tài, ái tình, nhân nghĩa, nhưng họ không biết rằng chỉ có một thứ duy nhất sẽ ở lại với mình tới giây phút cuối của cuộc đời. Đó có phải là người bạn yêu? Câu trả lời là không phải. Tuy vợ chồng là người cùng chia sẻ hạnh phúc, đắng cay ngọt bùi, giao hòa cả về tâm hồn lẫn thể xác, nhưng vẫn đến ngày hai người phải chia xa. Có thể ở bên nhau tới lúc răng long đầu bạc đã là điều tốt đẹp rồi, nhưng chẳng có ai có thể ở đến mãi mãi. Đó có phải là con cái bạn? Câu trả lời vẫn là không phải. Cho dù cùng chung quan hệ huyết thống mạnh mẽ, máu mủ tình thâm, con cái cũng chỉ có thể cho bạn sự đoàn tụ, hiếu thảo, thăm viếng và niềm vui quan tâm chăm sóc ở tuổi già. Khi đi tới cuối cuộc đời, con cái chỉ là người tiễn đưa bạn trong bình an. Đó có phải là tiền bạc? Câu trả lời vẫn là không phải. Tiền bạc có tới thì cũng sẽ có đi. Dù bạn kiếm nhiều tiền đến mấy, thì đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không thể mang theo. Tài khoản ngân hàng chưa đầy các số 0 vẫn nằm yên ở ngân hàng trong giây phút cuộc đời của bạn. Vậy rốt cuộc đó là nhà cửa, là xe cộ hay là quần áo? Có câu chuyện kể rằng xưa kia ở đất nước Ấn Độ có một chàng trai trẻ không may vì bệnh tật mà qua đời vào lúc vừa chút hơi thở cuối cùng và sinh mệnh ngắn ngủi trên dương thế kết thúc. Chàng trai thấy Phật tổ cầm trong tay một chiếc dương và tiến lại phía mình. Phật tổ nhân từ nói, chúng ta đi thôi con. Chàng trai nhìn Phật tổ với ánh mắt tiếc nuối và cầu khẩn. Thưa Phật tổ, cuối đời con diễn ra chóng vánh quá, con vẫn còn rất nhiều việc muốn làm, rất nhiều việc con vẫn chưa hoàn thành. Phật tổ đáp, ta rất tiếc nhưng đã đến lúc con phải đi rồi. Chàng trai ngước đôi mắt phiền não nhìn Phật tổ và hỏi, thưa Phật tổ, trong cái dương này của ngài có vật gì vậy? Phật tổ trả lời, chiếc dương này chứa đựng di vật của con. Chàng trai băn khoăn, di vật của con sao? Ngài muốn nói tới tiền bạc, trang sức và những vật dụng cá nhân của con phải không? Phật tổ lắc đầu mỉm cười, những thứ đó chưa bao giờ là của con cả, chúng đều thuộc về địa cầu. Chàng trai tiếp tục suy đoán, vậy có phải là ký ức của con không? Phật tổ nói, không phải, ký ức của con thuộc về thời gian. Chàng trai lại hỏi, vậy có lẽ là thiên phú của con? Không phải, Phật tổ đáp, thiên phú ấy thuộc về cảnh giới giác ngộ của con. Chẳng lẽ lại là bạn bè và người thân của con? Phật tổ trả lời, không, họ thuộc về trái tim con. Chàng trai không ngừng suy tư, cuối cùng anh khẳng định, vậy thì chắc chắn di vật của con chính là linh hồn của con. Phật tổ nhìn chàng trai một lúc rồi nói, con hoàn toàn sai rồi, linh hồn của con thuộc về ta. Tiếp nhận cái dương từ tay Phật tổ rồi mở ra, chàng trai vô cùng ngạc nhiên khi thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có bất cứ vật gì cả. Chàng trai lúc đó mới giật mình, bàng hoàng, tỉnh ngộ. Những thứ anh đã bỏ cả cuộc đời để theo đuổi, đánh đổi sức khỏe để cố gắng giành được đều chỉ là thoáng qua trong nháy mắt. Tiền tài, địa vị, nhà cửa, tất cả bây giờ anh đều không thể mang theo. Buồn bã vất vả cả đời, thứ duy nhất còn lại chỉ có cơ thể mà thôi. Chỉ cần cơ thể còn, bạn vẫn còn cuộc sống. Nó luôn là bạn đồng hành với chúng ta, trải qua mọi khoảnh khắc trong đời. Chỉ có cơ thể mới bảo vệ sinh mạng, trái tim của ta đến khi tiêu hao hết toàn bộ năng lượng trong người. Nếu cơ thể khỏe mạnh, bạn sẽ đi được càng xa, bay được càng cao. Nhưng nếu cơ thể cạn kiệt và đến ngày không thể hoạt động nữa, cuộc sống của bạn coi như chấm dứt. Do đó, cơ thể mới là báu vật vô giá cuối cùng mà bạn cần trân trọng. Có một đại gia không may mất sớm, người vợ đem 19 tỷ thừa kế đi lấy anh lái xe của đại gia. Anh lái xe trong lúc hân hoan phát biểu, trước kia tôi cứ nghĩ rằng mình làm thuê cho ông chủ, bây giờ mới biết ông chủ mới chính là người làm thuê cho tôi. Vậy mới biết ai sống lâu hơn thì mới là người chiến thắng.
Sai lầm lớn nhất trong cuộc sống của chúng ta là đánh đổi sức khỏe vì vô vàn thứ khác như tài sản, ái tình, quyền lực, địa vị mà quên mất rằng có sức khỏe gọi là tài sản, không có sức khỏe cũng trở thành di sản. Quý vị thân mến, Steve Jobs từng nói 30 năm đầu đời là thời gian mà một người hình thành thói quen và 30 năm cuối đời sẽ được quyết định bởi thói quen đã được hình thành ấy. Thói quen quyết định tính cách của mỗi người, tính cách lại quyết định số phận của họ. Những thói quen tốt có thể tạo nên một con người, những thói quen xấu cũng có thể hủy hoại một con người. Trong con mắt của nhiều người thành công trong cuộc sống, thứ thay đổi cuộc đời của họ từ trước đến giờ không phải là những đạo lý lớn lao, mà ngược lại là những thói quen nhỏ không được xem trọng. Đặc biệt, nếu một người có thể hình thành 4 thói quen sau đây trong cuộc sống, thì phần đời còn lại sẽ phong phú, tự tại hơn rất nhiều. Thứ nhất, học được cách khoan dung. Người ta thường nói, khoan dung với người khác cũng là khoan dung với bản thân. Khi một người học được cách nhìn nhận mọi thứ một cách bình tĩnh, thì khi đó tâm lý, cảm xúc sẽ không bị dao động, ảnh hưởng nhiều. Có một câu chuyện rất nổi tiếng trong tâm lý học như sau. Có một chủ cửa hàng hoa quả, tính khí rất hẹp hòi nhỏ nhen, lại hay nổi nóng. Một ngày nọ, ông chủ cửa hàng mắng người làm thuê một trận chỉ vì một chuyện rất nhỏ. Sau khi người làm thuê tức giận về nhà, anh ta đã cãi nhau với vợ một trận. Người vợ cảm thấy uất ức, liền quay sang mắng đứa con nhỏ đang chơi bên cạnh. Đứa trẻ vô duyên vô cớ bị mắng, liền đá con mèo bên cạnh mình một cái. Chú mèo bất ngờ nên đã hoảng sợ lao ra đường. Lúc này một chiếc ô tô đang chạy tới đã tông vào chủ cửa hàng hoa quả đang ở bên ngoài vì tránh chú mèo. Tưởng như chỉ là tâm trạng không tốt của một ông chủ, nhưng sau khi trút hết ra ngoài, ông ta đã gây ra một tai nạn tình cờ, tạo thành một vòng luẩn quẩn, cuối cùng lại trở về với chính ông ta. Nếu khi đó ông chủ cửa hàng hiểu được khoan dung với người khác cũng là khoan dung với bản thân, thì ngay từ đầu đã không rước đến tai họa. Khoan dung là một trạng thái tâm lý, nhưng cũng có thể xem là một thói quen. Với những người hay so đo tính toán thì chỉ cần có một chút không vừa ý là có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, trong khi những người có tấm lòng cởi mở lại cảm thấy rằng mọi chuyện đều có thể bỏ qua được. Trên thực tế, lòng bao dung của con người thực sự có thể đem lại những kết quả tốt đẹp nằm ngoài dự đoán của tất cả chúng ta. Đã từng có rất nhiều câu chuyện nói về sức mạnh và sự kỳ diệu của điều này. Bao dung có thể vượt qua mọi thứ bởi nó bao hàm tâm hồn con người và cần đến một trái tim vô cùng rộng lượng. Con người khi không có lòng bao dung, nó sẽ khiến cho một con người vĩ đại trở thành một kẻ dưới cả mức tầm thường. Bao dung có thể khiến cho tình hữu nghị trở nên gần gũi và thân thiết hơn. Bao dung có thể khiến tình thân trở nên sâu đậm hơn. Bao dung có thể khiến xã hội trở nên tử tế và đẹp đẽ hơn. Có lòng khoan dung, bạn sẽ có một sức hấp dẫn không giới hạn đối với những người xung quanh. Cuộc đời bạn hoàn toàn có thể nhờ đó mà thay đổi theo hướng tích cực. Thứ hai, quý trọng sức khỏe. Đời người mấy chục năm cứ luôn vội vã, cả đời cứ luôn theo đuổi cái gọi là lý tưởng, là danh lợi, tiền tài mà quên rằng sức khỏe của bản thân mới là thứ tài sản quý giá nhất. Xung quanh chúng ta luôn có những ví dụ điển hình như vậy. Vì công việc mà quên ăn, quên uống, cuối cùng tiền kiếm được cũng chẳng được bao nhiêu mà lại rước về bao nhiêu là bệnh tật mệt mỏi. Có câu nói như thế này, món quà do vận mệnh ban tặng đã sớm được đánh dấu giá trị một cách bí mật. Sử dụng một cách quá mức mà không biết quý trọng thì sẽ bị trừng phạt. Chỉ khi biết quý trọng sức khỏe, bạn mới có thể tận hưởng cuộc sống sau này của mình. Thứ ba, đặt điểm dừng cho những tổn thất. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta luôn được dạy rằng có kiên trì ắt sẽ thắng lợi. Nhưng có những lúc đưa ra lựa chọn chuẩn xác còn quan trọng hơn việc cứ kiên trì một cách mù quáng. Lâm Ngữ Đường từng nói, thà từ bỏ một cách khôn ngoan còn hơn cứ bám víu một cách mù quáng. Hầu hết mọi người đều sợ mất mát, sợ bao công sức mà họ đã nỗ lực, bỏ ra, trở thành công cốc nên muốn cố đến cùng. Nhưng đến cuối cùng, kết quả chờ đón họ lại là sự mất mát không thể cứu vãn. Do đó, trong cuộc sống, nếu không biết cách ngăn chặn tổn thất kịp thời thì sẽ giống như đánh bạc. Thua mất một con xe thì lúc nào cũng cảm giác sẽ thắng được một ngôi nhà.
Nhưng đến khi tỉnh táo mới chợt nhận ra bản thân đã sớm tán gia bại sản rồi. Jascot có câu, 90% tất cả những điều bất hạnh trong cuộc sống đều là do tư tưởng không cam tâm đem lại. Cuộc sống làm gì cũng phải học cách dừng lại đúng lúc. Có niềm tin để kiên trì đến cùng thì cũng rất quan trọng, nhưng biết dừng đúng lúc thì càng đáng quý hơn. Thứ tư, trân trọng những mối nhân duyên. Trên thế giới này, không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bạn cả. Ngay cả với bố mẹ, chúng ta cũng học được cách biết ơn họ. Vậy nên với những người khác ngoài bố mẹ thì càng nên trân trọng. Bởi vì khi người khác đối xử tốt với bạn, đó không phải là đạo lý hiển nhiên, mà là vì họ trân trọng mối nhân duyên này nên mới tình nguyện bao dung nhẫn nại. Mối quan hệ giữa con người với nhau là như vậy. Khi một trái tim bị tổn thương nhiều lần sẽ trở nên tê liệt. Một người khi sự thất vọng của họ tích tụ trong một thời gian dài thì sẽ dần buông tay. Nếu hai người có thể trân trọng nhau thì sẽ càng ngày càng thân thiết hơn. Nếu một trong hai người được đằng chân lân đằng đầu thì mối quan hệ sẽ đi vào ngõ cụt. Bạn nên trân trọng người đưa cho bạn một chiếc ô trong những ngày mưa hay người sẵn sàng giúp bạn một tay khi bạn gặp chuyện. Bạn đừng nên để đến khi mất đi mới học được cách quý trọng, bởi vì có những người một khi mất đi rồi sẽ không thể tìm lại được. Quen dần rồi sẽ trở nên tự nhiên. Có những người họ sống một cách tự do bình thản, không phải vì họ giỏi giang ưu tú nên mới có thói quen tốt, mà là bởi vì họ rèn luyện được thói quen tốt nên mới trở nên giỏi giang ưu tú. Hy vọng mọi người đều có thể rèn luyện được thói quen tốt và sống cuộc sống tốt đẹp hơn.